Trường Giang Nhã Phương công khai mặt con gái 4 tuổi. Trời đất ơi, dễ thương quá, con gái nhà ai mà đáng yêu quá vậy trời. Mắt môi giống hệt mẹ, tính cách hài hước ý đúc trà. Kết hôn năm 2018, Trường Giang Nhã Phương nhanh chóng có được trái ngọt khi bé Destiny ra đời. Cả hai dù có nhiều hoạt động trong showbiz, rất bận rộn với công việc nhưng vẫn không quên sắp xếp thời gian bên con. Trước đây, khi Destiny còn nhỏ thì Trường Giang và Nhã Phương giấu bé khá kỹ. Thế nhưng trong thời gian gần đây, khi con gái đã được 4 tuổi thì cặp đôi đã thoải mái hơn, thậm chí là chấp nhận công khai mặt con. Theo đó, danh hài Mười Khó đã bất ngờ để lộ cận cảnh gương mặt xinh xắn của cô con gái có cái tên rất hay thiên ý. Trong ảnh có thể dễ dàng nhận thấy, con gái Trường Giang có khuôn mặt tròn đáng yêu, làn da trắng, đôi môi nhỏ xinh, mắt to giống mẹ Nhã Phương. Nam nghệ sĩ từng tự hào thừa nhận rằng con gái có nét mặt và đôi mắt rất giống mẹ. Vậy nhưng trên trang cá nhân, Nhã Phương đăng ảnh con gái còn gắn thêm caption tìm điểm giống nhau có phải đẻ thuê không ta. Ngay bên dưới, rất nhiều bình luận của cư dân mạng để lại khen vẻ ngoài đáng yêu của Destiny. Không ít người cho rằng bé giống Trường Giang, nhưng phần đông vẫn cho là xinh như mẹ, giao diện xinh xắn, dễ thương như mẹ Nhã Phương. Vậy nhưng tính cách của Destiny lại giống y đúc danh hài Trường Giang. Khi tham gia các chương trình truyền hình, nam nghệ sĩ không ngại khoe con gái là một cô bé rất hài hước, thông minh và đặc biệt biết nghe lời. Thực tế, để có thể thoải mái khoe con như vậy chắc Trường Giang cũng phải đấu tranh dữ lắm, bởi trước đây, nam danh hài từng không muốn để con lộ diện trước công chúng quá sớm. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi người làm cha làm mẹ như Trường Giang, Nhã Phương thì điều đầu tiên cần ưu tiên đó là bảo vệ con của mình. Về việc chăm sóc con, Trường Giang cũng rất nghiêm khắc. Anh từng chia sẻ quan điểm nuôi dạy con gái khiến nhiều người phải học hỏi theo. Cụ thể, Trường Giang cho rằng điều quan trọng nhất là phải nói chuyện với con thật nhiều. Ở nhà, nam danh hài giao tiếp với con mỗi ngày, cùng chơi đùa, trò chuyện, nói trên trời dưới đất cũng được, nhưng không cho bé chơi đồ công nghệ và xem TV quá nhiều. Khi nói chuyện với con thì bản thân Trường Giang cũng thấy thoải mái. Anh muốn làm bạn với con, như thế sẽ gần gũi hơn. Giờ nó hỏi ba ước mơ là gì? Nó ba tuổi mấy rồi, nó hỏi ước mơ là gì? Tại nó đi học hả? Dạ. Bạn nó hỏi nó là sau này bạn ước mơ làm gì? Cái mình giải thích là sau này mình lớn lên mình sẽ làm người này người kia. Cái lên trả lời dạng đó là ước mơ của Destiny là làm người này người kia. Được biết, con gái của Trường Giang và Nhã Phương sinh vào tháng 1 năm 2019. Trong những năm đầu đời của Destiny, cặp đôi đã giấu kín thông tin về cô bé. Chỉ đến sinh nhật 37 tuổi của Trường Giang, cặp vợ chồng đình đám của showbiz Việt mới công khai bức ảnh đầu tiên của con gái. Không ít người nhận xét từ ngày có con, Trường Giang đã chín chắn hơn và không còn bốc đồng như trước. Anh yêu thương vợ con, làm những gì tốt nhất cho gia đình mình. Ngoài công việc trong showbiz như quay phim, quay show, tham gia các chương trình thực tế thì Trường Giang còn đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Nam danh hài có sự nghiệp ổn định cùng cơ ngơi giàu có sau nhiều năm cố gắng. Đến thời điểm hiện tại, Nhã Phương và Trường Giang đang chuẩn bị đón em bé thứ hai. Cặp đôi cũng rất vui mừng khi thông báo tin này tới khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Dĩ nhiên, ai nấy đều dành lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Nhã Phương và Trường Giang, đồng thời mong ngóng ngày nữ diễn viên cây táo nở hoa lâm bổn từng có một chuyện tình đầy sóng gió. Vậy nhưng Trường Giang và Nhã Phương cuối cùng cũng có kết đẹp bên nhau, cặp đôi về chung một nhà, sinh con và có được mái ấm hạnh phúc. Với sự thuận lợi trong công việc và cuộc sống, tin chắc tương lai của Trường Giang và Nhã Phương sẽ luôn tốt đẹp bên những người con đáng yêu của mình.